Harris dẫn trước Trump ở Iowa. Theo một cuộc thăm dò mới công bố hôm thứ Bảy, Phó Tổng thống Harris đã dẫn trước đối thủ của mình, cựu Tổng thống Trump, Bademtai tiểu bang Iowa thiên về Đảng Cộng Hòa. Cuộc khảo sát mới của Des Moines Register Mediacom cho thấy Harris vượt Trump 3 điểm, 47% so với 44% trong số những cử tri tiềm năng của Iowa, vượt lên trước cựu Tổng thống đã giành chiến thắng tại tiểu bang này vào năm 2016 và 2020, lần lượt là 9 điểm và 8 điểm. Kết quả này nằm ngay trong biên độ sai số của cuộc khảo sát. Cuộc thăm dò vào tháng 9 cho thấy Trump dẫn trước Phó Tổng thống 4 điểm. Thật khó để bất kỳ ai nói rằng họ thấy điều này sắp xảy ra, người thăm dò ý kiến Ann Selzer nói với Des Moines Register. Bà ấy rõ ràng đã nhảy vọt lên vị trí dẫn đầu. Cựu ứng cử viên Tổng thống độc lập Robert Kennedy, người vẫn còn trong danh sách bỏ phiếu của Iowa, nhận được 3% sự ủng hộ. Ứng cử viên Tổng thống theo chủ nghĩa tự do Jay Oliver chỉ nhận được dưới 1%. Khoảng 3% cho biết họ không chắc chắn về lựa chọn của mình, 2% không chia sẻ họ đã bỏ phiếu cho ai và 1% cho biết họ đứng về phía người khác, theo cuộc khảo sát. Cả hai ứng cử viên Nhà Trắng đều đã vận động mạnh mẽ ở 7 tiểu bang chiến trường. Không ai trong số họ vận động ở Iowa sau khi kết thúc bầu cử sơ bộ của đảng, tờ Register lưu ý. Lần cuối cùng một ứng cử viên Dân Chủ giành chiến thắng ở Iowa là cựu Tổng thống Obama vào năm 2012. Selzer cho biết, tuổi tác và giới tính là hai yếu tố năng động nhất giải thích những con số này. Theo cuộc thăm dò, Harris dẫn trước 128 điểm trong số các cử tri nữ độc lập, với tỷ lệ 57% so với 29%, trong khi ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa dẫn trước 10 điểm trong số các cử tri nam độc lập, với tỷ lệ 47% so với 37%. Phó Tổng thống có lợi thế trong số những người từ 65 tuổi trở lên. Bà dẫn trước 135 điểm, 63% so với 28% trong số những phụ nữ cao tuổi. Theo cuộc khảo sát, bà dẫn trước Trump ít hơn đáng kể trong số những người đàn ông cao tuổi, đánh bại Trump 47% so với 45%. Cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử của Trump, Jason Miller, đã nói với các phóng viên đi cùng cựu Tổng thống rằng mỗi chu kỳ lại có một cuộc khảo sát ngu ngốc khi được hỏi về cuộc khảo sát mới, News Nation đưa tin. Ngay sau đó, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống đã công bố một bản ghi nhớ do giám đốc thăm dò dư luận của Trump là Tony Fabrizio và cố vấn dữ liệu trưởng Tim Seller viết, trong đó nói rằng cuộc khảo sát của Des Moines Register là một cuộc thăm dò ngoại lệ và trích dẫn cuộc khảo sát của Emerson College Polling Real Clear Defense, trong đó cựu Tổng thống dẫn trước 10 điểm. Không giống như Emerson, nơi báo cáo minh bạch về số lượng đảng phái và cuộc bãi nhiệm năm 2020, Des Moines Register không tiết lộ việc phân phối thông tin này, mặc dù họ đã yêu cầu trong cuộc khảo sát của mình, họ viết trong bản ghi nhớ. Cuộc khảo sát của Des Moines Register Mediacom cho thấy một nhóm lớn hơn những người ủng hộ Trump nhiệt tình ủng hộ cựu Tổng thống so với những người ủng hộ Harris. Khoảng 76% những người ủng hộ cựu Tổng thống cực kỳ hoặc rất nhiệt tình về sự lựa chọn của họ trong cuộc bầu cử này, nhiều hơn 5 điểm so với 71% bày tỏ điều tương tự về Harris. Khoảng 91% số người được hỏi cho biết họ kiên định về lựa chọn của mình trong cuộc bầu cử Nhà Trắng. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 28 đến 31 tháng 10 trong số 808 cử tri tiềm năng, sai số là 3,4 điểm phần trăm.